Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo sub account tài khoản phụ để có thể hold và trade trên Bybit một cách dễ dàng và tốt nhất. Chào các bạn, mình là Tiến Trọng 94, đồng sáng lập của cộng đồng CNP Pro Trading. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong video này. Đây là video mình nói về cách tạo sub account hay còn gọi là tài khoản phụ ở trên sàn Bybit. Khi mà các bạn tạo được tài khoản phụ thì các bạn sẽ dễ dàng trade, hold, margin, future nó tách biệt nhau ra, bạn rất là dễ quản lý. Nếu như bạn chưa có tài khoản Bybit thì có thể đăng ký ủng hộ mình theo cái đường link ở phần dưới mô tả video nhé. Hoặc bạn có thể xem lại cái video đầu tiên trong bộ video về sàn Bybit này để có thể hiểu cách hướng dẫn đăng ký và tạo tài khoản của mình, nhận được nhiều bonus khi mà đăng ký qua cái link của mình lên tới $3,500. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính ngày hôm nay. Ở trên màn hình của mình là giao diện của sàn Bybit, và ở đây các bạn có thể thấy là khi các bạn giao dịch, các bạn trade, các bạn hold thì thường các bạn hay dùng một tài khoản duy nhất, và nó đôi khi dẫn tới cái sự lẫn lộn. Có thể là bạn muốn hold coin này, có thể là bạn muốn trade coin, có thể là bạn còn đánh margin future. Và ba cái thứ này nó sẽ làm cho bạn cảm thấy khó là quản lý. Bởi vì đôi khi có thể bạn hold một đồng bit nhưng bạn lại muốn trade cả bit luôn và trade những cái đồng khác. Vậy thì chúng ta làm như thế nào? Vậy thì ở bên Bybit này nó có một thứ gọi là sub account hay còn gọi là tài khoản phụ. Nó sẽ giúp cho các bạn giải quyết cái vấn đề đó. Các bạn có thể tách biệt hoàn toàn những cái tài khoản ra với nhau và bạn sẽ không cần phải lo lắng về cái việc tài khoản này lẫn lộn vào tài khoản kia. Đó là một cái điều mà mình thấy rất là hay. Ở bên sàn Bybit thì bạn có thể thấy được là nó có rất là nhiều ưu điểm khi mà các bạn trade. Bởi vì sàn Bybit này nó thiên về cái trường phái trade phái sinh, vì thế nó thiên về ủng hộ cho trader rất là nhiều. Việc khi mà thị trường biến động mạnh, các bạn không cần phải lo lắng về việc overload. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn không cần phải lo lắng khi mà có những cái dấu nến nó bất ngờ xuất hiện kin long, kin short, thì bạn không phải lo về điều đó. Ở đây mình sẽ có một cái so sánh nhỏ. Các bạn có thể thấy ở đây là sàn Binance. Và với sàn Binance này thì các bạn muốn có được cái sub account, cái tài khoản phụ để mà bạn tách tiền ra, bạn dễ dàng quản lý hơn ấy, thì bạn buộc phải đạt được mức VIP 1. Với mức VIP 1 thì những cái điều kiện như sau: khối lượng giao dịch spot trong 30 ngày các bạn cần phải có là $1,000,000, hoặc khối lượng future trong 30 ngày là $15,000,000, hoặc này, và này, số dư BNB lớn hơn 25. Liệu bạn nghĩ bạn có thể đạt được cái này khi mà bạn mới bắt đầu đầu tư coin không? Gần như là điều không thể, trừ khi bạn là rich kid hoặc là ông bà già tao lo tất thì mình nghĩ là các bạn có thể đạt được. Nhưng mà trong trường hợp đa số thì các bạn không thể đạt được đâu. Vì thế mình nghĩ Bybit sẽ là một lựa chọn tốt hơn khi mà bạn sử dụng như thế này. Ở trong Bybit chúng ta có thể làm những bước như sau để tạo tài khoản phụ nhá. Đầu tiên các bạn nhìn thấy cái hình thằng người này không? Di chuột vào đấy cho mình. Sau đó các bạn hãy kéo xuống cái phần sub account này, ấn vào cho mình. Tại mục sub account này nó sẽ hiện ra tất cả những tài khoản phụ mà bạn đang có, đang quản lý. Nếu như bạn chưa có thì bạn có thể ấn vào nút create now hoặc là create sub account ở đây đều được. Mình ấn vào đây nhá. Sau đó nó sẽ hiện ra một cái thông báo username không thể thay đổi. Tức là cái username cho cái sub account này không thể thay đổi được đâu. Và ở bên sàn Bybit này nó cho tạo đến 20 cái tài khoản sub account. Quá là thừa để chúng ta có thể trade này, giao dịch này, hold rồi, thoải mái rồi đúng không? Username, ví dụ mình sẽ tạo một cái là Tiến Trọng 94 đi. Password, về password mình sẽ tạo một cái như thế này, 8 đến 30 ký tự này. Ít nhất một số, một cái viết hoa, một cái viết thường, đấy là ít nhất. Cái phần remark này các bạn có thể ghi cái gợi ý với cái tài khoản này. Ví dụ như ở đây mình sẽ ghi là tài khoản trade confirm. Sau khi mà các bạn nhập xong thì nó sẽ hiện ra một cái phần mà nó yêu cầu nhận code. Cái phần code này nó đang gửi tới cái email này. Bây giờ mình sẽ nhận cái code của nó. Ok, sau khi mà chúng ta nhập code xong thì các bạn đã có ngay một cái tài khoản ở đây rồi. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là username, mình điền là Tiến Trọng 94, equity này, UID của nó, status normal, remark. Ở đây bạn có thể thấy là tài khoản trade. Và cách để đăng nhập, cách để sử dụng cái tài khoản này như thế nào thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là có nút login này, transfer access này, API management, reset password, thì mình sẽ nói từng cái nhé.
cái login là mình sẽ để sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói transfer access. Transfer access này nó là cái gì? Nó là chuyển tài khoản và có một cái đặc điểm như sau. Cái tài khoản chính, cái tài khoản tổng của các bạn nhá, thì bạn có thể nạp, rút, chuyển bất kỳ đâu, bất kỳ ai. Hoặc bạn có thể nạp rút từ tài khoản chính sang tài khoản phụ. Nhưng cái tài khoản phụ và tất cả các cái tài khoản phụ này thì nó chỉ có một chiều duy nhất, đấy là chuyển về tài khoản chính. Các bạn nhớ nhá. Vì thế các bạn nhìn này, tài khoản phụ chỉ có thể chuyển về tài khoản chính, rồi từ tài khoản chính bạn nạp, bạn rút, bạn đưa đi các nơi đều được. Nhưng chúng ta sẽ không thể rút tiền từ tài khoản phụ được đâu. Các bạn phải rút tài khoản phụ về tài khoản chính nhá. Ở đây các bạn có thể chọn bất kỳ một đồng tiền nào, ví dụ USDT này, đó, rồi là Bit này, E này, vân vân. Sau đó các bạn nhập cái số tiền vào đây, ấn confirm là nó sẽ chuyển sang cái tài khoản cho các bạn, để các bạn có thể trade, có thể hold, có thể tách tài khoản ra để sử dụng. Đấy là transfer access. Vậy API management này là cái gì? Cái API này là một cái để có thể giúp cho các bạn sử dụng kết hợp với một cái ứng dụng bên thứ ba, ví dụ như là tài khoản bot này, bạn kết hợp vào một trang chạy bot thì bạn cho nó cái API này để trade, thì cái tài khoản đó nó sẽ chạy theo cái API để nó trade trên tài khoản của các bạn. Hoặc một cái trang thống kê nào đó, ví dụ bạn chọn API mà chỉ xem chẳng hạn, bạn có thể ấn create API này. Đó, nó có những cái này, thì mình sẽ làm một cái video riêng về cái này sau. Về cơ bản thì khi bạn có cái API đó, bạn có thể cho cái người có API là xem này, trade này, rồi làm bất kỳ một cái gì khác mà bạn cho phép. Ở đây có reset password, tức là phần lấy lại mật khẩu, thì mình không lấy lại cái này nữa, mà bây giờ mình sẽ vào phần login, switch to sub account này. Bạn có thể thấy là nó báo là bây giờ chúng ta sẽ đổi đến tài khoản sub account phải không? Bạn ấn confirm. Ok, vậy là bây giờ chúng ta đã sang cái mục sub account rồi. Bạn có thể thấy ở đây là tất cả tài sản này của mình đang là 0, bởi vì đây là tài khoản sub account. Và ở đây bạn nhìn thấy một cái điều đặc biệt hơn so với cái tài khoản chính, transfer to main account. Đây chỉ là cái nút rút về tài khoản chính, các bạn thấy không ạ? Ở tài khoản chính ấy, thì chúng ta có nạp, có rút, có chuyển. Nhưng ở đây chúng ta chỉ có chuyển về tài khoản chính và chuyển sang này, bạn thấy không ạ? Cái chuyển này là sang những cái mục khác của cái tài khoản này thôi, chứ chúng ta không có nhiều mục như ở tài khoản chính. Vậy thì sau khi bạn vào cái sub account này rồi, bạn có thể thao tác toàn bộ tất cả những thứ khác tương tự tài khoản chính. Ví dụ bạn có thể tham gia launch pad, launch pool này, rồi trade phái sinh. Tiếp theo nữa là bạn có thể trade, giao dịch, hold coin, vân vân. Đến khi mà bạn muốn thoát ấy, thì bạn lại di vào đây và bạn ấn vào logout. Ở cái tài khoản sub account này thì các bạn cũng có thể thao tác, cũng có thể bảo mật mọi thứ tương tự. Mình sẽ ấn vào account security này. Các bạn có thể thấy là cái tài khoản chính của mình thì đã được tạo rồi và đã được xác minh danh tính các kiểu hết rồi. Nhưng ở đây các bạn nhìn này, đây là tài khoản phụ, vì thế nó lại có thể là yêu cầu SMS này, email này, Google Authentic này, những cái này riêng. Hoặc bạn có thể làm theo một cách đơn giản, đấy là bạn đăng nhập thông qua cái tài khoản chính như vừa nãy mình đăng nhập. Còn nếu mà bạn out, bạn log out ra thì nó sẽ log out ra luôn khỏi cái tài khoản này. Và nếu mà đăng nhập lại thì bạn sẽ đăng nhập lại từ đầu và vào tài khoản chính nhé. Vậy là vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn cách để tạo sub account cũng như là sử dụng sub account tài khoản phụ như thế nào để các bạn có thể trade, để hold, để sử dụng một cách tốt nhất, chia vốn và quản lý vốn một cách hiệu quả nhất trên sàn Bybit. Nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy cho mình một like, comment xuống cho mình biết ý kiến của các bạn, share nó cho bạn bè của bạn để họ cũng có thể biết tạo sub account để quản lý tài chính một cách tốt nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.